Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn Oriflame Việt Nam mới đây đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp phép kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Oriflame bằng hình thức bán hàng trực tiếp. Thương hiệu mỹ phẩm Thụy Điển này nổi tiếng với những dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, được đánh giá là có hiệu quả cũng như an toàn cho người sử dụng. Ngoài việc mang đến cơ hội nghề nghiệp, giúp hàng trăm ngàn nhà phân phối tại Việt Nam có việc làm ổn định, gia tăng thu nhập, Oriflame Việt Nam cũng là một trong những doanh nghiệp có nhiều hoạt động vì cộng đồng trong nhiều năm qua.